cái đồng xu là mua nước à? Cái đồng xu này không phải đồng xu sàng đâu. Đấy. Đây là cái đồng sơn. Nước đó là ngon nhỉ. Đồng xu rồi này, đồng xu là cho cái máy này nó bao nhiêu tiền rồi? Thank you.
quá phải ăn bánh mì. Yeah.
đừng quấn vào đây là tôn ba xe nữa, hiểu không? Đây ở bên đây này, chỗ này có một xe thôi, ở bên đây ba xe nữa, một xe thôi. Ủa? Quá, ta kê rồi. Chờ mãi con này ra, cho nó về. Hai xe thôi. Chơi nó ấn là 39 nhá, phải lục tiếp này.
nghiện đấy. Mày nghiện đấy. Come on.
50 xe một ngày. Ai chưa đấy? Đây thằng đệ hôm nay được mày được 1 sen 4 sen 600 yên. Lỗ mày. Lỗ mày. Bao nhiêu lãi thì lãi đó, cái này lãi là hơn mà. Ăn em đó. Đáng nghĩa là lãi thì thành thua mất. Rồi, gỡ ngày em qua đây. Hôm nay ra phải gỡ lại hết. 2 man 4 sen 200 yên, 400 yên. Đấy, gỡ lại hết. Hôm trước thua. Thấy chưa, mày lỗ 400 yên chưa? Đang lái, chảy máy làm gì? Không nhảy máy thì còn ăn tiền.
đáng nghĩa mày ăn được, là ăn được cả man hơn, đáng nghĩa mày ăn hơn man luôn đấy, một hai xe khay hơn khay luôn. Ơi của mình được hai măng, hai mày nó đúng nhả nữa hai, thế lúc ấy nghỉ thì cũng được, cố làm gì. Okay. Được hai măng tư rồi. Hai man tư đầu tư vào là ba man này, nãy được hai man hơn hai man. Rồi chào anh em nhá, hôm nay hai anh em nói chung là cũng không thua, mình chỉ gỡ là cái tiền hôm qua, còn đâu là cũng không lãi được mấy trăm yên nữa, nãy ít rồi, nãy được chắc hơn sen gì đấy. Ồ cũng được, được rồi. Hôm nay rút kinh nghiệm rút tiền luôn, đéo chơi để sẻng như hôm trước là thua còn mẹ hết. Ôi chào anh em nhá. Anh em xem video đăng cho mình một xin một like và đăng ký kênh cho mình khi mà chưa đăng ký nhá. Bye bye.